Ủa? Cây vậy? Vô gì vậy? Gì vô ngộ vậy? Đừng có làm gì hết. Mình làm gì mất tình cảm chị em nha. Thôi rồi, thôi chị tới rồi. Thôi tới rồi. Thì cả nhà ơi, hôm nay là Nhân vẫn đang ở nhà của chị Thảo. Và xuống đây thì được chị Thảo rất là yêu thương mến mộ. Và chị Thảo đã kêu mọi người làm hôm nay mình sẽ làm là bánh ít lá gai. Và thay vì ngồi gói không á, thì Nhân cũng thấy hơi buồn. Thấy công sức của chị Thảo bỏ ra với chị Quỳnh bỏ ra 2 tờ rư ra cũng, nó cũng hơi ấy. Thì bây giờ mình chơi một cái trò này đi. Thì theo em á, là mỗi người sẽ là 500 ngàn bỏ vô. Người nào gói nhiều nhất thì người đó hút 500 ngàn luôn. Chị nhắm thắng nổi. Nhắm trong vòng đúng 20 phút thôi. Rồi ok. Trong vòng 20 phút thôi. Ni giúp bận. Đa là ichi bằng cô đại gia tần nạ gai cà ra. Ichi bằng tắc cử sàng cà ra. Ok nên quốc mùa đầu. Ông lần đầu tiên. Ủa chứ mà chị cũng lần đầu tiên vậy? Lần đầu tiên mới Hajimete vậy? Hajimete. Hôm nay cô á, là cô đây là sẽ là hướng dẫn cho mình cách gói nha cả nhà. Cô hướng dẫn con cách gói nha cô. Móc tiền ra chị ơi. Nhưng mà không bao giờ quên nhiệm vụ. Ê. Ghê quá. Của em nè, 500 nè, hai vợ chồng em là 1 triệu nè. Rồi, ok. Ok chưa? Ghê quá. Game này bóc đồng hồ đâu, đồng hồ lên ấm chưa là tay nãy giờ nha. Đã rửa sạch sẽ rồi nha mọi người. Mọi người mới rửa tay xong rồi nha mọi người. Hợp đại bòi lắm. Rồi bây giờ bóc đi. Bây giờ cô hướng dẫn trước cho con nha. Dạ, dạ cô làm trước cho cô coi. Nè, cục mới lớn thôi. Dạ. Đi đây dài. Rồi cái thao ra bây giờ lỏng nhân này trước nè. Dạ rồi. Nhân được xanh trước bóc bỏ vô ra một cục nè. Dạ. Rồi, đó là đây. Dạ. Rồi một người nán giải, còn một người đó là cầm lá gói để vô rũ kia. Dạ, gói cô tự con làm con gói luôn ha cô. Gói sao cô chỉ con ơi. Cái gói này. Bây giờ cái cục này bỏ vô trong này. Lăn dầu đi, lăn dầu đi con lăn. Lăn dầu đi, em lăn vậy nè. Em lăn tròn cái này. Đó rồi con bỏ vô. Dạ, con bỏ vô đây đúng không cô? Dạ rồi. Đó. Dạ. Con bắt đầu cho em món này. Dạ. Bây giờ món này con lăn qua đây. Dạ. Qua đây con mẻ cái này. Con mẻ ta cái này. À, canh canh. Được, dễ cô, dễ. Từ từ nha. Người ta là dân chuyên nghiệp. Từ từ, để em cho anh Tà Rư nè. Cô là dân chuyên nghiệp. Cô Chi nữa. Bây giờ nè, là anh Tà Rư, cô Chi nữa. Này, này Tà Rư thử cái này coi. Lăn dầu nè. Rồi thử nha, cái nhà đây là vợt nha. Thử nha mọi người, thử nha. Tà Rư à. Hơi bị nhiều nè. Rồi thêm miếng nè. Rồi dỡ vô. Trời ơi, lần đầu tiên làm cái này luôn. Lần đầu tiên làm luôn đó mọi người. Ôi, coi cái nhà, coi kìa. Dầu của mình đâu? À, ừ. Ok, làm là một cái nè, mì té mà ok. Rồi dầu mình đâu? À sao? Cái này chị, dầu bên đây nè chị. Đây nè, của chị với bên này nè. Nè, rồi. Chị bên góc này đi cho dễ. Ừ. Chị. Bán. Nè, cái này đó nó có góc rồi đó, đây. Mình bán nào ra. Lại. Ok chưa? Vậy là bây giờ mình tính theo cái kiểu là như thế này nha, cả nhà là 2 người 1 cặp. Thì người gói bánh, người gói lá. Rồi, tính vậy đi. Cái này để em bỏ em gói luôn cái gói này cho nó xong. Gói luôn đi. Trời ơi. Đưa cho hai vợ chồng chắc cái kiểu này thua tiền rồi cả nhà ơi. Chơi rồi ok chưa? 1 2 3 bắt đầu. Đã bật gói chưa? Hai cô. Dạ con. Cái cứ tê đi xuống được. Không, tại vì máy ra nó tập lâu quá mà. Tập lâu quá tụi cũng mệt mỏi cho tụi nó luôn. Đưa cô qua thứ bự không thì mổ bớt lại. Cái này để cho con. Bự. Rồi mổ bớt ra. Hơi bự. Chị cứ để đó đi. Cái gì ló nó vô nhầu con ơi. Hơi bự. Chị gói không vô đây gói luôn. Tôi đưa đây kia được. Cỡ đó vừa rồi đó. Dạ. Con giờ quá nhỏ luôn. Vậy được chứ con? Rồi được rồi. Đó, vậy được rồi. Để vô thương trường nha nhà. Thương trường là chiến trường. Đó thổ quá đẹp rồi đó. Cô. Bởi vậy ba mới lại ra khéo dữ. Gì đúng không cô? Ờ được rồi, để nó đây. Không được cái cô. Đừng mà quăng mấy cái mình thua cái này. Không được. Quăng mấy là thua cái này đó. Đừng. Quăng mấy cái là thua thổ. Để thôi. Đúng rồi, bẻ rửa lẹ. Gì đúng không cô? À, hai cái bên ngược đường. Cô có coi là vừa đúng không? Không mập đúng không? Không bự đúng không? Gì đúng không cô? Đúng không? Rồi, được chưa?
Cô ơi, không chưa gói, không chưa phụ giúp cho cô. Đây đây, quay tao chỉ bộ, tao chỉ bộ. À, lật bóp bên này. Rồi, để qua bóp bên này. Rồi. Lát là nhỏ hơn, bỏ ra điện chút nữa mình gói mình trên. Dạ. Mình chỉ có cái nó lớn thôi. Thế gì thử nó hằng ro mà cái đồ ra cái gì đâu đó thổi đẹp là đó ha. Con gì đẹp chưa cô? Đẹp rồi. Gì là được rồi đúng không cô? Trời ơi, chị Thảo bốn cái rồi cả nhà ơi, bên đội Thảo nhanh quá. Rồi mẹ sửa cái đó cho nó nặng xuống hả? Dạ. Không không, con gói đây để cô đâu cô sáp cho. Dạ. Ờ, con cứ gì gói ra đây để cô ngồi con sáp. Để cho nó nằm xuống nè. Để chữa nằm. Thôi cái kèo này con thấy thua rồi, con thua hẳn luôn rồi cô. Con tính con thắng con lì xì con 100-200 kèo này. Kèo này con thua rồi. Không được, con làm không được rồi cô ơi. Sao cái này xấu dữ vậy cô? Không được, giam mê xong. Cô này Muzukashi. Không cần lạc mặt nhiều. Muzukashi, chạy cô làm lại. Cô thắng được vợ chồng đó chứ cô. Không, cái lá này nhỏ con bỏ đi. Dạ, phải lá bự đúng không cô? Cái lá nhỏ là để chút nữa gói mình chim, mình gói thì bình thường mình chim chứ còn... Có chơi chấp đồ không chị? Nghe. Chấp là cái gì? Ừ. Chấp là cái gì? Đó, cửa này đây, bên này. Chấp là cái gì? Đó, dạ. Thấy không? Dạ. Đứng lại là cái nắp nó con lên. Dạ, bấm đứng lên lại gì đúng không? Dạ. Đứng lên, đúng rồi. Dạ, con biết rồi. Đó. Không, sao nó bẻ không cô làm ta? Đó, đó, đúng rồi. Bẻ cho nó đứng gắp. Phải đẹp nha. Cái lá mà nhỏ bỏ ra. Cái bóp ra để cái tay đây. Để tay vậy. Để tay cái đây rồi xoay tròn. Dạ xoay tròn. Xoay tròn. Cái tay đây xoay tròn. Dạ. 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 Dạ xong rồi cái bóp nó nhẹ ra nó xuống lên là bóp ở chỗ này. À bóp chỗ này. À con bẻ đúng rồi, bóp gì? Bẻ xuống. Đó. Bóp lên này. Bẻ xuống. Đó. Đó. Cầm cục bột đừng có bóp. Cho nó tròn luôn á. Cầm cục bột không bóp cho tròn luôn. Để cho nó tròn chứ đừng có bóp. Dạ. Nó cũng chưa ra được cái cạnh cô. Khó nhỉ. Không có đẹp được luôn á. Con làm đúng đẹp. Rồi, con 10 điểm rồi, con vừa thấy con 10 điểm rồi đó. Con thấy bây giờ. Bây giờ thời con tới nè. Con đã con cảm ơn cô, con đổi ơn cô. Nhờ cô mà con tìm ra được cái ưu điểm của bản thân con rồi. Con tìm ra được chân lý rồi đó. Con đã tìm ra được chân lý rồi đó. Không bây giờ mấy cô ở đây chơi bắt cặp luôn đó. Mấy cô đoán tỷ số luôn rồi mấy cô ngừng. Được con chung tiền. Ông à. Bé là nó nán nhuyễn đúng không? Không có ăn kịp rồi. Thảo nhanh quá. Bỏ nó nhỏ ra, hay lá là nhỏ bỏ ra. Chưa kể bên này đội đây làm còn quá chậm nữa, bánh bồ còn chậm nữa, không biết làm sao đây làm ăn cái gì đi. Con lấy cái lá này. Nhanh rồi nha cả nhà ơi. Nhanh đi. Quá lâu nhanh lên. Nhanh nhanh. Có hết cái phần nhân đậu xanh luôn. Đúng 20 phút à. Có 20 phút nó tự tắt hay là sao? Cái màn hình mình điện thoại mà nó tắt là sao mình biết được? Cô bay được bao nhiêu phút rồi cả nhà ơi? 7 phút rồi nha cả nhà, 7 phút rồi. Bên đội này rất là thông minh, không đụng vô điện thoại luôn. Không làm cái gì ngoài gói bánh hết. Chơi lại ai chơi lại mấy chị? Không nói chuyện luôn, không thèm trả lời luôn. Thi xong nó. Không thèm trả lời luôn. Bên này con nó nặng hơi lớn lên chút nhỏ. Tại đó, chi sai, mốt tổ ok. Ok.
Dạ, mỗi tổ kìa. Lỡ dính. Đó, Thảo từ từ cũng đẹp rồi đó. Đẹp chứ, lần lần quen chứ. Đó, đó thấy bạn đẹp rồi đó. Đẹp rồi đó. Tới rồi, thôi chị tới đi. Thời tới rồi. Thời tới rồi. Đi cặn chứ. Chồng quá chồng chẹp luôn đó nha. Chồng con cứ này là biết là cuộc đời thấy thu hẳn luôn rồi. Thấy chị. Từ từ, cố lên. Thảo ơi. Thảo ơi, cho Tề Rư hai cái đi. Sa go co agete. Đây, nhưng đây. Trời ơi, làm đã rung tay luôn á. 7 phút rồi hả cả nhà? 7 phút mà nói được nhiêu cái ta? Đâu có đếm được đâu, cứ gì có đi chứ. Nói gì? Chừng này xong rồi mới đếm được. Chị Quỳnh làm tay xiền ghê luôn á. Xiền không? Quá xiền luôn. Còn không chồng em cơ. Nhìn lại chồng bữa này. Tà Rư, dễ không? Dễ không? À, canh tên. Đây chưa bữa. Ông nói dễ mà. Ông nói dễ. Cố lên Tà Rư ơi, cố lên. Quá mệt luôn à. Bánh này cũng làm bằng bột nếp đúng không cô? Bột nếp là lá gai. Bột nếp với lá gai. Cô cái nhân dừa với đậu phộng á, con thấy có cái gì trong đó mình để dẻo dẻo nó. Dừa với đậu phộng là chứ gì đó? Dừa với đậu phộng. Sao thấy dừa được? Mình thắng đường mà. Thắng cho nó chín. Chị có nhanh biết sao không? Chị có bánh ít trần chứ. Chị làm bánh ít trần á. Có nghề rồi. Hồi xưa chị bán bánh ít trần. Trời ơi. Vậy mà nãy giờ giấu luôn nha. Không, nhưng mà chị không có biết gói nha. Chị không có biết gói lá thôi. Chị bán bánh ít trần. Chị lúc nãy nói của chị Quỳnh, bây giờ chị Quỳnh ngồi. Nên mình chị gói. Chị gói này nhanh lắm. Còn chị cuốn lá là chị giỡn luôn á. Thời chị tới. Dân thời chị tới. Gặp chúng á, ngừ á thì biết bán bánh ít trần ít ơ đồ. Ngừ á thì bắt đầu là biết gói đồ. Hai người kết hợp lại là thành một cái dựa luôn. Vậy mà bây giờ chơi game chơi đồ làm chi gì không biết. Trả lại có thấy con gói nhanh không? Trả lại tiền cho con ơi. Trả lại tiền. Đừng trâu. Bởi vậy lúc nãy chị em mình đâu có muốn đồ đi đâu đâu, không đâu muốn là bỏ tiền ra đúng không? Tại này là ngu, tại là ngu. Từ đó làm đi, bà đặt cương tiền. Cương tiền, cho mày chết nhân ơi. Tà Rư vậy là giỏi quá rồi. Tà Rư quá giỏi. 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 Vô dược. Đặc biệt là gói rất là đều nha. Rất là đều nha. Nãy giờ muốn ta khen hoài luôn. Nãy giờ tự khen bản thân hoài luôn. Tự khen luôn. Không ai khen mà mình khen. Không ai mình khen luôn cái đầu. Cho nó đều luôn. Cái này nó cứng quá là sao cô? Quá. Mốt cái đầu lẹ là nó giặt xuống rồi Thảo à. Em thua, em cũng thua cho huynh dự. Chứ không có thua trong cái nhờ vả nhục nhẽ được. Tự Rư đã cố gắng hết sức. Bây giờ là 16 phút nha cả nhà ơi. Còn 16 phút nữa nha cả nhà ơi. 16 phút. Còn 4 phút. À lâu, 16 phút đã trôi qua, còn 4 phút. Còn 4 phút thôi. 20 phút rồi con. Có 20 phút rồi mà. Hai vợ chồng con là cái nghiệp, hai vợ chồng con không bao giờ bán mấy ít. Cỡ nghèo cỡ nào cũng không bao giờ bán mấy ít được rồi. Dạ. Làm mới thấy người ta làm cực khổ như thế nào. Mà bán một cái này ở quê mình bán cái mấy ngàn cô? 2.500 rồi chị. Ôi, có 2.500 cái. Cực ghê không? Có 2.500 cái thôi. Là làm hết cái này là từ sáng tới chiều luôn mới ra được cái thau bánh. Trời ơi. Là ra được bao nhiêu cái cô? Là 200 mấy, 200 bánh. 200 mấy bánh. Cái bánh trong là cái đàn miếng theo cô có thì tiếng hồ là hết. Dạ. Cô thì chuyên nghiệp rồi. Cô chuyên nghiệp rồi. Còn cái đây là bọn con bây giờ nhỏ thêm chút bột nữa đây chứ nó nhỏ quá. Của con hả?
Hồi nãy chê con bự vậy thấy con nhỏ. Bây giờ nhỏ, hồi nhỏ hơn rồi. Hơi nhỏ hơn rồi. Có thêm chút nữa cho nó ngon. Dạ. Ăn bánh gì? Rồi, của em bên em đã hết bột. Đã thấy cái kèo thua tới nơi. Đây, 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 đây em lấy. Không, đây. Thua cũng thua trong vinh dự. À. Không có nhục nhã cái kiểu vậy được. Còn một phút nữa chị Quỳnh. Dừng, dừng. Dừng lại hết. 20 phút. 20 phút đó chưa qua. Rồi. Đó. Đây nha mọi người. Đây. Đây. Là yeah. Hai chị em. Không, nói chung là nhân nhìn, nhân nhìn là nhân biết là bên chị Thảo thắng rồi. À, mình khỏi cần đếm, có cần đếm không? Em đếm đi. Em đếm không chắc em chắc không thắng nổi đâu. Không thắng nổi đâu. Thắng nổi đâu. Đếm cho nó nhục nhã nữa. Đếm cho nó nhục nhã. Ôi, đây là của chị Thảo nha cả nhà. Đây là của Thảo và Quỳnh. Rồi, chân để qua một góc. Mà nặng rất là nặng. Còn cái đây là của Nhân và anh Tề Rư. Cũng có này kia và này nọ. Cũng được đi. Rồi ok. Thì người thắng thì người ta phải nhận tiền. Đâu rồi, đâu rồi? Rồi tiền mất tiêu rồi. Dạ đây. Không sao. Mấy chị cứ cầm. Ủa? Cây giấy. Vụ gì vậy? Gì vụ ngộ vậy? Đừng có làm gì em. Mình làm gì mất tình cảm chị em nha. Mình đừng có làm gì em. Dạ, con bỏ công nước. Dạ, con bỏ công nước. Con hồi hướng đến những người nghèo. Cũng lấy đó em. Bây giờ sao lấy nè, bây giờ có lại quỳ gì cũng lấy hết. Không, con bỏ vô thùng công nước, con hồi hướng cho người nghèo. Rồi, để tiền này 2 triệu hôm nay mình... chiều nay mình sẽ đi thăm một cái cô nghèo trong xóm mình. À, rồi mình cũng không có xài tiền này luôn chị ha. Ừ. chiều vậy à? Rồi chị hai cho một cái cô ở trong xóm rồi. Mấy người lớn tuổi mà nghèo ở đây. Dạ rồi, vậy được, cũng được, vậy là được á. Vậy là cũng công đức đó, cái đó công quả. Chứ không em đâu có nuốt đâu có nổi. Nuốt không có nổi, mắc nghẹn. Nuốt đâu có nổi đâu chị. Mắc nghẹn, mắc nghẹn. Đây thôi cả nhà ơi, bây giờ người thua cuộc phải mang đi hấp nha cả nhà. Cái cuối cùng nhân đậu xanh. Rồi. Bây giờ cô ơi, mình để vô nhìn cứ để vô thôi hả cô hay như thế nào? Để đây, để đây. Để là hai cái lên luôn. Một cái thôi. Tại đâu y định. Không, chút nó chụp hình sang rồi mới vô mình mới sắp qua một cái. Rồi, bảo vô vậy đúng rồi. Rồi đẩy nắp lên cũng được. Em biết sắp giống cô đó, em sắp luôn. Dạ. Nè, nó lại hai cái đầu lại cho ăn vô nước. Người thua tính ra cũng bị hành hơi nhiều ha cả nhà ha. Thua tính nào ổng vui vẻ vậy luôn á cả nhà. Đã thua tiền thì chớ giờ phải ra là gói bánh luôn nữa nè. Sắp bánh luôn. Xuống nhà chị Thảo chơi cái nhà được trải nghiệm rất là nhiều cái mà mới mẻ. Có trong đó có cái gói bánh này là hai vợ chồng như là lần đầu tiên đó cả nhà. Rồi bây giờ mình đậy nắp hấp trong vòng bao nhiêu lâu cô? Tiếng đồng hồ, 45 đến 1 tiếng đồng hồ đi ha. À, rồi, ok. Thì cả nhà ơi, cái đây là công sức mồ hôi của 2-4 người làm nên kiệt tác này. Và đặc biệt nữa là có 1 triệu của 2 vợ chồng nhân trong đây. Bà nhắc hoài luôn. Mồ hôi và nước mắt và tiền bạc đổi lại cái mâm này. Bà nhắc hoài luôn. Ủa ta thua mà chị. Thua là mới nhắc hoài. Cái tiền đó là để mình cho mấy cái gửi lại cho ở nhà đi gửi giùm. Dạ, okay, gửi giùm okay, cho những người khó khăn ở ngay chỗ vùng của chị Thảo nha. Dạ, chị Thảo. Thay mặt mọi người ở xã Giang cảm ơn em. Có gì đâu chị. Alo. Lấy ra tiền của bà nhân là thấy vui nữa. Thì cả nhà ơi, đây là những cái thành phẩm mình phải ăn thành phẩm để mình đánh giá xem là cái độ gói của mình để bền chặt và đi ra ngoài đường bán cái này được chưa. Sẽ tới màn gọi là nhận xét đúng lương tâm không, cái này gọi là không sẽ tới màn gọi là hả khiêu khích nha mọi người. Khiêu khích đây. Mọi người biết sao không, thì Quỳnh mới là thẩm mỹ đi mọi người. Cho nên là hả cái này thì làm bằng là bột nếp. Cho nên là Quỳnh vô làm video chung với Quỳnh Nhân cứ là vui là chính. Vui là chính. Không, cho nên là thắng giải là chính nha. Thắng giải là chính, không. Lấy tiền là chính nha mọi người. Chứ phải vui là chính nha, thắng giải là chính nha mọi người. Cho nên là bây giờ ngồi ngó ăn. Trời ơi, bánh nha là em biết. Em ăn cái vỏ chị Quỳnh ăn cái nhân. Không sao đâu, mọi người biết mà, giờ chứ chị ngồi chị buồn. Ăn cái nhân thôi, cái nhân ở trong. Ăn cái nhân nó có dính không? Không dính, tét ra gì nè. Tại vì là bột nếp, hiện tại bây giờ thì Quỳnh đang kiêng nếp nè, rồi kiêng xôi, kiêng bắp. Rồi cái này nhìn ngon chưa cả nhà? Dừa. Cái này á là nhân dừa nè cả nhà, đậu phộng nè cả nhà. Ôi ôi. Hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Rồi á cả nhà. Hấp dẫn luôn. Cái này là nhân đậu đâu? Của chị Thảo đâu?
ngon. Trời ơi, hồi nãy là mình gói nhân đậu xanh á, trời ơi, nhìn ngon chưa? Bột rất là dẻo nha chị. Từ từ. Chị Quỳnh chỉ ăn cái nhân chứ không ngồi buồn. Ừ. Đây. Rồi thảo múc hết cái nhân cho Quỳnh thôi, ăn còn cái vỏ không? Ai mà có người yêu à, yêu đúng thảo nữa thôi. Yêu đúng thảo, ta nói ngon luôn. Ngon luôn. Nhức nách luôn. Rất là chiều lòng mọi người ơi. Đúng. Ngon. Ngon. Có gừng trong đây nha mọi người. Ngon ha. Ừ. Ngon. Rất béo không? Cái này là ở trong này á. Dai. Bánh dai cực kỳ dai. Ừ. Không ăn được cái vỏ tiếc dễ sợ luôn mà. Ừ. Thơm mùi lá gai. Lá gai. Và bên trong của cái nhân này rất là vừa ăn không ngọt. Ừ. Dừa rất vừa ăn chị không ngọt. Không quá này kia cái kiểu. Đâu có nào nhân dừa đâu. Đây đây. Không, cái trên đây nãy nào nhân dừa. Lá dừa đây. Chị hả? Bóc dừa cái nhân dừa, ăn thử cái nhân dừa. À, ăn thử cái nhân dừa. Không ăn được nhưng mà thích ăn nhân nhưng mà. Ừ, bỉa. Bây giờ làm sao? Vậy lên đây mình ngồi mình ngó thì cũng buồn mọi người. Thôi đi ăn đi. Ăn cho nó có không khí nha. Đó. Bẻ ra nha mọi người. Đây. Ừ ừ. Phải dừa không? Phải dừa không nha. Mở ra đậu xanh là thua luôn. Đó. Dừa. Ngon nha. Ừ. Nhất ngon. Nách. Bột ăn thử với hai mình ăn ngon. Mềm. Ừ, ngon. Chị Thảo ở quê chị một cái bánh như là bao nhiêu tiền? 2.500. 2.500. Mà gói cực lắm á nha. Cực chị em mình làm là chỉ công đoạn là gói thôi. Ừ. Còn mấy cô là phải nấu lá nè, làm bột nào. Rồi ngào được cái phần nhân. Cực lắm. Cực lắm chị. Cực lắm. Cái này là 2.500 một cái, chục cái là chỉ có 25.000 thôi đó nha. Hồi sáng mấy chị em mình gói là được 500 cái. Nó 200 cái. 200 cái là bán được 500.000. Mà em thấy đâu cực kỳ không? Mà 4-5 người. 2 người à? Không, hai cặp là 4 người rồi. Ở nhà thì một người làm. À. Chắc lời được vài chục, trăm đi chợ. Hồi nãy chắc em lì xì với mấy cô đó, mấy cô ấy vui lắm mấy chị. Nói chứ ăn cái là thấy no nha chị nha. No. No. Bột nếp nè. Còn có đường nữa mà. Ừ. Em là thích ăn nhưng mà nè. Quỳnh cũng thích ăn như dừa ha. Quỳnh ăn bánh gọi là bánh gì, bánh ú á. Bánh ú á cũng thích ăn bánh nhân dừa. Vậy chị thích dừa hơn hả? Ừ. Em thích đậu xanh, chị thích gì? Chị thích dừa. Dừa hả? Rồi hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà Nhân với Quỳnh với anh Ta Rư ở lại nhà Thảo. Là bây giờ ăn xong cái này là gia đình Nhân sẽ di chuyển đi về lại Sài Gòn. Nơi mà... chung nhau cắt rốn. Dùng cắt rốn á. Nơi mà phải bà Quỳnh xàm ăn nói xà lơ. Ăn nói xà lơ. Thì cả nhà ơi, Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu như cả nhà yêu thương Vợ Chồng Nhà Nhân cũng như chị Quỳnh Trần GB thì cả nhà cho hai kênh là một nút like, chia sẻ kênh, đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho hai kênh. Và cả nhà ơi, thấy cái gì không, chai nước này là của Lê Phan Hotel nha cả nhà, thương hiệu nè cả nhà nhìn thấy thương hiệu này, khách sạn Lê Phan Hotel, cả nhà tới tại Tây Ninh nha. Đúng rồi, cả nhà tới Tây Ninh mà thấy cái thương hiệu này là cả nhà tấp vô ở phòng rất là rẻ, đọc password là Đức Nhân nữa, vợ chồng bà Nhân với bà Quỳnh nữa, Quỳnh 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 Trần nữa là được giảm, là được giảm nha, chiết khấu cho ăn uống phủ phê luôn. Ăn ăn ngủ Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye.